Hello chào cả anh em nhé, lại tiếp tục xuống khu cơ sở 2 của bên gỗ quý Long Phượng nhé. Đó. Khu này em chuyên làm bàn tròn nhé, sofa bài bản anh em. Anh em thấy lô bàn tròn đẹp chưa? Đó. Con này là mới nằm thô nhé anh em. Tấm này là 1,5 m nhé, dày 16 nhé. Còn tấm kia là 1,4 m nhé. Tấm này là 1,2 m nhé anh em. 1,2 m dày 15 nhé. Tấm kia 1,5 m. Tấm kia cũng là 1,5 m nha anh em. 1,5 m. Dày 16. Còn đây là dàn chân độc nhé. Anh em chiêm ngưỡng nhé. Còn đây là dàn chân độc nhé. Dàn chân độc này quá đẹp luôn. VIP luôn nha anh em. Chân độc này là dàn VIP luôn ạ. Đó. Mới anh em thợ mới làm xong nhé. VIP luôn anh em. Đó. Cái hàng cao cấp cho. Đây chân độc thô nhé. Nhăn nhụ như thế này là anh em. Còn đây là mấy cái bàn hàng thô nhé, chưa nót nút gì nhé. Tấm này là 1,3 m, dày 16. 1,3 m, dày 16. Tấm này là 1,4 m, 16. 1,4 m, 16. Đây cũng 1,4 m, dày 16 luôn nha anh em. Ba bàn hàng thô. Đó. Còn chung là hàng còn rất là lộp ngộp nha anh em, rất nhiều. Cố gắng phục vụ hết mức công suất vào dịp Tết này cho anh em. Những hàng siêu phẩm sẽ đi. Còn anh em nào chơi hàng bình dân thì cũng có đầy đủ nhé. Bình dân cũng rất nhiều. Anh em là chơi được mặt hàng nào là em cung cấp mặt hàng đó cho anh em chơi nhé. Đa dạng sản phẩm cho anh em. Đó, dàn chân rất là mình rất là ưng ý dàn chân này nhé, dàn chân rất là đẹp, rất là đẹp này. Đó. Rồi anh em nào chơi được mặt hàng gì thì liên hệ cho em nhé, số điện thoại em có đầy đủ nhé. Bên em là cung cấp tất cả các mặt hàng nguyên khối. Anh em thấy cái bàn tròn 1,5 m dày 16 này đẳng cấp chưa? Đó. Rất là vân nhiều. Đây tấm gõ ba chi nha anh em nhé, đây gõ ba chi nhé, gõ ba chi nhé, hàng ba chi anh em nhìn này là tôm gỗ nó khác ngay nhé, chỗ sáng là chỗ chỉ nhỏ, rất sáng. Đó. Rồi thôi mình lướt qua đây anh em xem lại đây nhé, rồi mình chào cả anh em nhé.